28 hecta đất nằm dọc chiều dài 3 km bờ biển ở khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu sẽ được cải tạo để trở thành khu du lịch đạt chất lượng cao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định thu hồi đất của 9 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch ở khu vực này vào tháng 8 năm 2021, giao cho thành phố thực hiện việc thu hồi đất và quản lý, lập phương án sử dụng theo quy định. Vào sáng nay 21 tháng 4, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã tổ chức khảo sát tiến độ tháo dỡ những công trình nằm trong phạm vi 28 hecta đất sẽ thu hồi. Khảo sát thực tế tại khu vực 28 hecta ở khu vực bãi sau, đoàn lãnh đạo thành phố Vũng Tàu ghi nhận nhiều công trình hạng mục đang được ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu khẩn trương tháo dỡ. Hôm nay chúng tôi đi kiểm tra rà soát lại toàn bộ tất cả nhiệm vụ. Thứ nhất đó là cái việc tháo dỡ tất cả những công trình nó không còn phù hợp. Thứ hai nữa đó là kiểm tra lại tất cả những dịch vụ để cung cấp cho người dân, những dịch vụ cơ bản nhất như là tắm nước ngọt, như là tất cả những cái phòng vệ sinh, như là điện chiếu sáng, như là giữ xe và tất cả những không gian cho tất cả những người dân vui chơi, bố trí tất cả những loạt như hoạt động cứu hộ và bờ biển, cũng như tất cả cung cấp tất cả những cái dịch vụ về môi trường, về đảm bảo vệ sinh, cũng như là toàn bộ tất cả những cái mà khi không còn tất cả các doanh nghiệp mà người ta hoạt động. Việc tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép trên phần đất 28 hecta bị thu hồi ở khu vực bãi sau do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Vũng Tàu thực hiện từ ngày 18 tháng 4 năm 2023 và phải hoàn thành trước ngày 28 tháng 4 năm 2023 để chuẩn bị đón khách vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới. Ban được giao nhiệm vụ là tháo dỡ, săn phẳng, dọn dẹp các vệ sinh của 5 khu. Khu nhất Sano Xanh, khu thứ hai là khu New World, khu của Oxy, khu thứ ba là của Biển Đông và khu thứ tư là của Nghinh Phong và khu thứ năm của Victor. Thì hiện tại đến thời điểm hiện tại là ban cũng đã tháo được toàn bộ 3 khu, còn 2 khu thì đang chuẩn bị tiến hành làm cả 3 ca chứ không có nhất thiết là làm chỉ có 2 ca theo bình thường. Theo kế hoạch, khu đất vàng 28 hecta dọc bờ biển bãi sau sẽ được đấu giá lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng một khu du lịch đẳng cấp. Do đó, việc thu hồi và thực hiện tháo dỡ các công trình trên đất là yêu cầu bắt buộc để tạo đất sạch trước khi tổ chức đấu giá. Trước mắt, thành phố Vũng Tàu giao cho các đơn vị chức năng của thành phố tổ chức quản lý tất cả các hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch trên phần đất đã thu hồi. Sau lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố sẽ có phương án tổng thể để quản lý hiệu quả khu vực này. Dịp này, đoàn cũng đã kiểm tra những dịch vụ dự kiến được thành phố đưa vào phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới.